Xin chào các bạn, đây là ba cái huy chương chạy bộ marathon. Tôi đã có thể hoàn thành được cự ly 42 km ở giải chạy EcoPark Marathon 2019 nhờ áp dụng đúng ba chiến lược luyện tập sau đây của Phạm Thành Long. Đây là ba cái huy chương mà tôi đã từng được tham gia, và trong khoảng tầm 6 tháng trời thì tôi đã tham gia và tôi có thể đạt được ba huy chương về chạy bộ marathon như này nhờ ứng dụng những cái phương pháp mà những cái chiến lược mà anh Phạm Thành Long đã chia sẻ cho chúng tôi, và chúng tôi chỉ học mót ở trên YouTube. Đấy, thì đây là cái huy chương ở Mộc Châu 21 km, và đây là cái EcoPark 42 km, mà những cái quãng đường xa nhất mà tôi có thể chạy được 42 km. Và theo như đánh giá và theo như cái đánh giá của các cái trang web và các cái tổ chức thì là tôi đã lọt vào 20% dân số thế giới là có thể chạy được 42 km. Không tin các bạn có thể search những cái thông tin đấy ở trên Google. Và đây là cự ly 21 cây ở giải Hà Giang Marathon. Đấy, thì là tôi đã chia sẻ những cái như thế. Thì hôm nay tôi muốn làm video này để chia sẻ và để tạo động lực cho các bạn, truyền động lực cho các bạn, để có thể là các bạn là có một cái tinh thần tập thể dục thể thao nó hợp lý nhất. Thì sau đây là ba cái chiến lược mà tôi đã học được từ anh Phạm Thành Long cũng như là một số cái website khác như là Đội Bắp Chạy. Thì cái đầu tiên, với cái chiến lược đầu tiên đấy là hãy chọn một giải chạy. Đấy, là ngày xưa tôi cũng chỉ có thích đi chạy bộ, nhưng mà tôi chạy bộ là trong cái thâm tâm tôi đã thích đi chạy bộ và muốn rèn luyện nâng cao sức khỏe, và đơn giản là tôi thích đi chạy bộ thôi. Thế nhưng mà tôi từng nghĩ là tôi sẽ không bao giờ là tôi sẽ tham gia một giải chạy. Tại vì các bạn biết sao không ạ? Một giải chạy như thế thì tốn rất nhiều chi phí, và khi mà chạy rồi thì là nó bị nghiện chạy rồi các bạn. Đấy. Thì là cái cách đầu tiên đấy, nhưng mà sau khi một quãng thời gian khoảng tầm 6 tháng trời là để tôi sưu tầm được ba huy chương này, và tôi tự hứa luôn với bản thân mình, không hứa với ai cả mà tự hứa với bản thân mình, là từ bây giờ tôi sẽ có cái công cuộc là sưu tầm huy chương. Đấy, thì nó cũng liên quan đến phương pháp số 1 của chúng tôi mà tôi đã áp dụng thành công. Đó là phương pháp số 1, đó là chọn một giải chạy. Đấy, thì khi mà chọn một giải chạy rồi thì bây giờ cái phong trào chạy thì đang rất là phát triển ở Việt Nam mình. Thì mọi người có thể chọn những cái giải chạy cho mình tùy những cái cự ly. Nhưng mà đối với những người theo tôi nghĩ thì là bạn nên là chọn những giải chạy vừa với sức mình. Thì đầu tiên bạn sẽ hoàn thành những cự ly là 5 km, 10 km, 15 km, 21 km, 42 km, 70 km, và sau đó hăng nghĩ đến cái vấn đề là 100 km. Thì đấy là những cái bước đường mà mình sẽ phải đi, và những cái người mà thực sự đi thì tin tôi đi, các bạn hãy thử chạy một lần đi, các bạn hãy hoàn thành một cự ly 5, 10, 15 km đi, thì sau đấy các bạn sẽ nghiện chạy bộ giống như tôi bây giờ và những các cái runner khác ở trên khắp Việt Nam và trên khắp toàn thế giới. Thì phương pháp đầu tiên đó là chọn một giải chạy. Tại vì sao ạ? Khi chọn một giải chạy rồi thì mình sẽ phải đóng tiền vào cái giải chạy đấy. Thì có nhiều cách để các bạn có thể có một giải chạy. Thì ở trên mạng bây giờ, internet bây giờ rất nhiều. Các bạn có thể phù hợp với cả chọn những cái giải chạy phù hợp với cái địa hình, cũng giống như là các cái địa phương ở chỗ bạn ở. Thì bây giờ cái phong trào chạy ở Việt Nam mình đang rất là nổi tiếng, với cả đang là đang phát triển. Đấy, thì cái giải chạy nó tốt mà, nó không phải là cái vấn đề xấu cả, nó không phải là rủ nhau đi uống bia uống rượu, rủ nhau hút thuốc lá hay là gì cả, chỉ đơn giản là chạy bộ, chạy là chạy. Đấy, thì khi chọn giải chạy rồi thì là các bạn sẽ phải đóng tiền vào đấy, tại vì chạy mất tiền mà. Đấy là lý do ngày xưa tôi không muốn tham gia giải chạy, tại vì là kinh tế tôi không có, tôi không muốn tham gia giải chạy. Tại vì một giải chạy mà những cái đơn vị, những cái giải quốc tế mà tổ chức ấy, ví dụ như kiểu mà VMM hoặc là ở Sapa, hay là cái giải Jungle Marathon ở Pù Luông Thanh Hóa, hoặc là các cái giải như Mộc Châu, thì sau cái đấy là cái giải chạy đầu tiên tôi tham gia, đấy là cái giải chạy 21 km, cự ly 21 km ở Việt Nam Trail Marathon ở Mộc Châu, diễn ra lần đầu tiên năm 2018, năm ngoái. Đấy, thì là khi tham gia một giải chạy rồi thì các bạn sẽ có động lực là sao ạ? Động lực có nghĩa là khi bạn đã đóng tiền vào đây rồi thì bạn sẽ có cái quyết tâm hơn để mình làm. Thì đấy là cái phương pháp đầu tiên. Đấy, nếu như các bạn không bỏ tiền ra thì các bạn sẽ không có cái sự tiếc nuối mà tự nhiên lại bỏ mất từ 1 triệu 2 triệu vào đây để đi chạy, trong khi đó còn ăn uống di chuyển. Nhưng mà tin tôi đi, các bạn hãy tham gia một giải chạy. Đấy là cái phương pháp thứ nhất. Cái chiến lược thứ hai, đấy là cái về cái dáng chạy. Cái dáng chạy nó quyết định rất nhiều, và quyết định rất nhiều về tốc độ cũng như là về cự ly, cũng như là về cách chạy, và nó tránh cho mình đỡ bị chấn thương ở đầu gối. Đấy, thì khi mà chạy thì tôi đã tham khảo nhiều rồi, thì là tôi thấy cách này áp dụng của anh Phạm Thành Long rất là hay. Đấy là khi mà dáng chạy thì là mình chạy là mình nghiêng người về phía trước một chút. Đấy, mình nghiêng người về trước một chút, và cái lúc mà chạm đất ấy, thì các bạn là hơi nhón người đằng trước này. Đấy, thế xong rồi là cái mũi chân đằng trước ấy, cái mũi giày ở cái mu bàn chân đằng phía trước ấy, thì các bạn tiếp đất. Thì tùy từng người, thì mọi người cái lúc chạy bình thường như này đúng không, thì các bạn sẽ tiếp đất bằng là bàn chân, hoặc là cả bàn chân, hoặc là mu bàn chân sau, cái bàn chân phía sau, hoặc là mặt bàn chân phía trước, cái mũi chân đằng trước. Thế nhưng mà có nhiều cách, thì đấy là cách tùy từng cái thoải mái, tùy từng cái độ thoải mái của mọi người.
thì là mọi người tự chọn cho mình cái cách tiếp đất. Nhưng mà theo tôi nghĩ và là đã nhiều người ứng dụng vào cái kiểu chạy như này, thì cái cách tiếp đất như này thì tiếp đất bằng nửa bàn chân trước, thì đấy là cách, và người hơi nhón đằng trước như này đấy, thì cái chạy thì nó cứ đổ người như này, đổ người như này đấy, đổ người như thế. Thì theo tôi nghĩ và tôi đã áp dụng và tôi thấy nó không bị mệt hơn so với là chạy tiếp đất bằng cả bàn chân hoặc là mu bàn chân sau. Thì đấy là cái phương pháp và cái chiến thuật thứ hai. Về cái chiến lược thứ ba, đấy là cái phương pháp chạy và đi bộ. Đây là cái phương pháp mà tôi đã ứng dụng để tôi chạy được cái giải mà giải Eco Park này. Đây, đây là cái giải Eco Park 2019 vừa rồi. Đấy, Eco Park cự ly 42 km. Thì là trong cái cự ly này tôi là không có thời gian tập luyện nhiều, cho nên là tôi cũng bỏ ra khoảng tầm 15 ngày đến 20 ngày để tập luyện ở phòng gym các cái phương pháp bổ trợ khác để chúng ta có thể là chạy và hoàn thành được cái cự ly này. Thì đơn giản là chạy thì là chỉ là chạy ra thôi. Theo tôi thì hiện tại tôi không muốn là tôi tham gia, chỉ là tôi tham gia để có cái động lực chạy này, xong rồi là nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Nghĩa là cái vấn đề là nó tác động trực tiếp sức khỏe của mình, là mình thấy tốt, mình thấy chạy là ok, thoải mái, mình thấy chạy là nó năng lượng nó giải phóng hơn, chạy xong rồi là được thoải mái, được giải phóng và tôi thấy khỏe thì tôi chạy. Đấy, thì là ở trong cái phương pháp thứ ba, cái phương pháp mà tôi muốn, cái chiến lược mà tôi muốn giới thiệu đến mọi người ấy, tôi muốn chia sẻ với mọi người ấy, là phương pháp chạy đi bộ. Đấy, thì nó có những cái phương pháp vì tôi cũng đã tìm hiểu, tại vì ngày xưa tôi chạy là chỉ đơn giản tôi chạy tôi tìm những cái hồ hay là những cái công viên nào ở đấy ở gần nhà, gần cái địa điểm của tôi, thì tôi ra tôi chạy 15 20 phút hoặc 30 phút tùy bữa được bữa cái. Nhưng mà khi mà tôi quyết định tham gia những giải chạy này rồi ấy, thì đấy là quay về phương pháp đầu tiên là bạn hãy chọn cho mình một giải chạy đấy để mình có cái động lực hơn để mình làm. Và cái phương pháp thứ ba ấy là phương pháp chạy và đi bộ, có nghĩa là nó sẽ kết hợp là chạy đi bộ, vừa chạy vừa đi bộ đấy. Thì nó có ba cái mức level đấy, thì là cho những cái người đấy là người mới tập này đấy, như tôi là mới tập này đấy, người khá này, hoặc là những cái người lâu năm đấy, thì nó có ba mức như thế. Thì là đối với những người mới tập thì là phương pháp tốt nhất mà để các bạn tập luyện đó là tập từ 3 đến 4 ngày trong một tuần. Mà cái tiêu chuẩn chuẩn nhất nó là khoảng tầm 3 lần trong một tuần, và xen kẽ các cái bữa ra thì mình nghỉ. Đó là cách để của mình có thể hoàn thành cái cự ly. Thì tôi xin chia sẻ là về cái vấn đề những người mới tập như tôi này, đúng không? Thì là đầu tiên là các bạn tập đấy là chúng ta sẽ chạy trong khoảng tầm 10 đến 30 giây. Đấy, sau đó chúng ta đi bộ 1 đến 2 phút. Đấy, và cứ lặp đi lặp lại như thế, lặp đi lặp lại như thế khoảng tầm 20 đến 30 phút, thì đấy là cái cách của tôi. Còn những người khá thì những người có nghĩa là những người đã chạy bộ một vài năm, hoặc là những người đam mê chạy bộ rồi, thì các bạn có thể chạy là các bạn theo cái phương pháp theo cái thời gian đấy là đầu tiên chạy từ 1 đến 5 phút. Đấy, thế xong rồi các bạn đi bộ 1 đến 2 phút. Đấy, và cứ lặp đi lặp lại như thế. Đấy, xong rồi cái thứ ba là những cái phương pháp cho những cái thời gian, quỹ thời gian của những người lâu năm, thì đấy là những người ta pro rồi, người ta đam mê chạy và người ta thích chạy. Đấy, thì là 6 đến 8 phút đi bộ, và sau đó là khoảng tầm 30 giây đến 1 phút là người ta... À xin lỗi, tôi nhớ không nhầm ấy, thì đấy là khoảng tầm 6 đến 8 phút là chạy này. Thế xong rồi là khoảng tầm 30 giây đến 1 phút là đi bộ, và cứ liên tục như thế. Là cứ vừa chạy xong rồi đi bộ. Đấy, thì là trong một tuần thì mọi người nên có cái thời gian để cho cái cơ của mình ấy, các cái bắp chuối và các bắp đùi của mình này nó giãn ra. Đấy, thì là mọi người chỉ nên tập luyện một ngày một tuần ấy khoảng tầm 3 đến 4 lần. Đấy, và cứ xen kẽ nhau. Ví dụ thứ hai mình tập bài tập này, xong thứ ba mình nghỉ, thứ tư mình tập, thứ năm mình nghỉ, sáu mình tập, thứ bảy mình nghỉ. Đấy, nó cứ xen kẽ nhau như thế. Và tôi đã áp dụng những cái chiến thuật đấy, những cái chiến lược đấy từ những cái người mà người ta đã đi trước rồi, và tôi tìm hiểu thêm một số thông tin ở trên mạng nữa. Thì bây giờ có những cái thông tin, những cái trang thông tin rất là ok, cái uy tín tin tưởng để mọi người có thể bước vào cái con đường chạy bộ. Và tôi nghĩ là mọi người nên chạy bộ. Đấy, thì là bằng chứng là tôi có thể hoàn thành được ba cái huy chương này. Đấy, ba huy chương này. Cái này từ bây giờ nhá, công cuộc của tôi nhá, chỉ có đi làm xong rồi đi chạy bộ và sưu tầm huy chương. Đấy, các bạn có thể lên YouTube của tôi hoặc là lên Facebook của tôi để có thể xem được những cái này. Tôi không nói phép bao giờ cả. Có nào nó làm thế. Đây là ba cái giải chạy tôi phải tham gia. Thì rất cảm ơn các bạn đã tham gia và đã xem cái chương trình mà xin lỗi, các bạn đã bỏ khoảng tầm 10 phút ở đây để xem cái video này của tôi. Đây là cái video để là tạo động lực để các bạn chạy. Đơn giản, chạy là chạy thôi. Đấy, thì nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy subscribe và like cái kênh YouTube của tôi. Thì tôi từ bây giờ tôi sẽ chia sẻ những cái thông tin gì mà những cái cuộc sống đời thường của tôi. Đấy, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xem cái video của tôi. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.